Rồi, em với cá chào anh em ha. Rồi chiều hôm nay thì em lên cũng ít thôi, mớ hàng thùng này nè, mớ thùng với lại mớ máy bên ngoài thôi. Nói chung là cũng tương đối ít anh em nha, mấy chục mã thôi. Thì hàng này thì giá trị nó cao, thì tất cả là em bao ship anh em nha, toàn bộ luôn là em bao ship. Và hình thức thì một chút xíu nữa em sẽ test con nào em sẽ nói riêng con đó luôn. Thì tất cả nó cũng xài điện 100V luôn em nha. Toàn bộ này là em nó cũng xài điện tất cả luôn, là xài điện 100V hết. Thì có con nào điện 220 thì em sẽ nói riêng của nó nha. Thì lâu lâu cũng có một con thôi, trong đống này hình như chắc không có đâu. Còn hình như có thùng pin như này nè, thùng pin thì nói chung là lát hình thức tiền lát em quay tới đâu nói tới đó. Còn tất cả là em bao ship anh em ha. Và mỗi một đơn thì anh em cọc trước cho em 30% nha, còn lại em sẽ gửi về đến nhà khi nhận hàng thanh toán sau anh em ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, đầu tiên vô con bộ cạc tút. Cái này hoạt động ok anh em nha. Đấy. Bốn trăm bảy hết rồi. Chỉ khoảng 20. Này bữa em test ok hết rồi mà. Kêu là bữa sau. Nó hơi nặng nặng anh em ơi. Cái này là gắn vô cái này nè, nhưng mà bữa em test sao mà giờ em quên mất tiêu rồi. Đấy, nặng lên này, ép được rồi đó. Đó. Là này đằng này nó vặn vô đây anh em ơi, nó ép nguyên bộ này. Nói chung là anh em biết xài thì anh em nhìn anh em thấy ha. Đó. Đầy đủ khuôn anh em ơi. Nguyên bộ cạc tút này nó là CB3. Đó, xả. Đấy, xả này nó chạy ra là anh em ha. Chặn lại. Đó, bơm ok anh em ơi. Bơm xíu là lên ok. Đấy. Rồi. Này nó đủ bộ khuôn anh em ơi, đây nè. Một bộ nè, hai bộ, 3 4 5 6 7, 7 bộ, ba cái lông đờn. Thấy không nhỉ? Với lại một cái cây nối mấy bộ nhỏ nè, cây này cây nối bộ nhỏ, cây này cây nối bộ lớn. Rồi, nguyên một thùng này. Hàng chiều hôm nay toàn hàng giá trị cao cho nên là em bao ship hết anh em ơi, cũng như thường lệ thôi. Rồi mã số 1. Rồi 2 triệu anh em nha, mã số 1. Đấy, 2 triệu bao ship anh em ơi. Rồi tiếp tục mã số 2. Một con diamond. Con này thì nó cắt sắt anh em nha, con này cắt sắt. Còn cái máy chết rồi ta. Cắt sắt phi 13 sao anh em ơi, đây nè, cắt sắt phi 13 nè, đấy. Ở đây chữ 13L này. Đầu cổ cũng ok nè, nhà hàng của Diamond, xài bên Hitachi. Sạc cũng sạc Hitachi luôn. Sạc nó cũng sạc Hitachi luôn. Đây. Ti đồ còn sáng anh em nha. Đó. Đây em test bạn cái cây này nè anh em. Loại này hàng nhà em đang bị cúp điện, em chạy máy phát á, nó không đủ điện nên anh em ơi. Đó chỉ test được thôi, bao sóng cho anh em, giờ vệ sinh làm lại nha. Đấy, dầu nhớt đồ vô. Một máy hai pin. Một sạc đấy. Sạc vô lên điện đàng hoàng đấy. À, máy này thì giờ đóng pin lại cho sạc này cũng đâu ăn thua đâu anh em. Sạc này pin này nó pin pin niken nó móc ao hết rồi. Đấy. Rồi. Con này hiệu Diamond anh em nha. Đấy. Diamond cắt phi 13. Hình thức nó màu nó sơn màu cam thôi. Hai quả pin. Đây anh em ơi, một thùng của nó đây. Chai dầu này có tượng trưng thôi hết rồi. Dầu Makita. Rồi mã số 2. 1,5 triệu anh em nha, 1.500k luôn. Đấy, mã số 2 1,5 triệu luôn, đi luôn.
3. Rồi, mã số 3. Này con vít rồi, đi điện rồi. Con này có 125W thôi. Đầu cổ nó ok nè. Điều tóc hơn em nha, không có thắng đâu. Đấy. Điều tóc thôi, chạy ok rồi. Dây điện cũng dài luôn. 125W Hitachi. Có mấy con ốc vít thôi, không có gì hết. Đấy. Rồi. Đây điện 100V anh em nha, toàn bộ điện 100 á. Rồi 270k, bao ship thùng này anh em ạ. Đó 270 bao ship luôn. Rồi con này số 4. Con này thì 69 10 20 16 anh em nha. 69 16. Điều tóc thắng ok anh em ạ. Rồi anh em về đóng pin mà xài anh em ơi. Rồi 69 16 bơi. Rồi con này 300 anh em nha. Giờ đóng pin làm phát là quốc thôi. 69 16 300. Mã số 4. Rồi con này mã số 5. Cái này nó có tay nè. Đầu cổ ok luôn nè. Đèn đuốc đầy đủ nè nha. Rồi đảo chiều máy sóng, nói chung là có mấy con này anh em giờ vừa xin lại nha. Đấy. Rồi cái hàng thùng tại sao nó mắc hơn những con hàng rời anh em, tại hàng thùng á con nó không bị dính nước dính non, ở trong này nó còn mới lắm đấy, cho nên hàng thùng lúc nào nó luôn luôn nó quản đắt hơn là cái hàng nằm rời bên ngoài đấy. Anh em giờ vệ sinh thì nó đơn giản hơn, cái còn đóng binh vô là quất luôn. Hai cấp trượt, hai cấp con. Số 5. 300 anh em nha, mã số 5 300k, con này nó có tay đâu. Đấy. Rồi mã số 6, con này hai tay nè. Rồi con này chạy ok nha. EZ6811. Sạc nó còn sống luôn anh em. Sạc nó nãy mới gắm vô em sạc á. Đấy. Con này 24V. Pin thì nhắn nó không lên nút đâu, không lên đèn đâu anh em. Rồi con này mã số 6. 750 anh em nha, 750k, mã số 6 750 luôn. Chạy không? Rồi mã số 7, tháo pin nó ra em. Mượn cục pin để thử. Còn không cái cây. Quay thôi. Con này chức năng hơn con kia anh em nha. Điều tóc nè. Bảo chiều ok. Đấy anh em thấy không, cái hàng nằm bên ngoài nè, ở phía bên trong nè, nhìn nó bẩn bẩn, nó nên tại nó vô nước đồ nó xét xét thì anh em vừa vệ sinh lại. Đấy. Rồi trả của bên này cho em nói nha. Đấy, bên này nó không có điện. Rồi con này 850 anh em nha, mã số 7. Số 7. 850 anh em vệ sinh đóng pin lại nha. Đó, con này nó nhiều chức năng hơn. EZ
Đó đây, thông số này. Mắc luôn. Rồi, mã số 7850 luôn. Mã số 8. Con này con gì ta? Xúc chưa? Mã số 8. Này thiếu đầu con hay sao? Nó chạy một đổi xong là nó rung rồi nè. Thấy không? Con này chức năng gì ở đây là điều tốc nè, 4.000, 8.000. Giờ đây là 8.000 nè. Mát ma đinh gia băng 1060W. Nhưng mất cái đầu khôn hay sao? Không cái gì mất cái đầu khôn anh em ơi, nó có đầu khôn nha, chạy thì ok rồi, mát rồi. Anh em giờ bỏ đầu khôn nó vặn anh em ơi. Rồi mã số 8 4.5 dành cho em đó luôn, mã số 8 4.5 luôn nha. Rồi mã số 9 này thì lên luôn. Cái này sạc nó không lên nữa em. Nó bị dơ chân bình nha. Đó. Điều tóc. Này không có điều tóc anh em nha. Thắng là có nè. Đấy. Rồi con này sống anh em giờ đóng minh là xài nha. Con này 220 luôn. Bên này sạc nó không lên nè. Anh em giờ kiểm tra. Rồi cái thùng này 220k anh em nha. Mã số 9. 9 SK11 hàng Đài Loan anh em ơi. Mã số 9 220 luôn. Rồi đây mã số 10. Này 9.6 có thêm cục sạc đây. Này đầu auto lock. Bên này chạy anh em nha. Chạy. Rồi, con này chạy anh em nha, 9.6 của Nati. Đầu cổ ok nè. Cái kích đó nó bị ấy em đổ qua đây. Sạc lên điện anh em nha. Rồi em này 230 nha. 10 230 Equipment. Rồi 9.6. Đấy, nó còn nằm thùng anh em coi cái này nè. Anh đâu vô à, còn chạy nè, bóp còn chạy. Chạy phát. Rồi, chạy đảo chiều ok luôn. Này 9.6. Nén điện cho nó lên. Không lên điện nấu. Rồi, không lên điện nấu anh em ơi. Không lên. Rồi thùng này 9.6 Ethema 170k anh em nha. 11 170. Đấy. 31 170k. Này 12. Con này đôi H42. Đó. Lấy máy này. Để mình kiểm với mũi khoan. Mũi khoan đục này nghe. Con này Hitachi đôi H42 đục 17 ly.
nó cao nha, con này chạy nó kêu to lắm. Đấy. Thì cái con này đây em tư vấn cho anh em, những anh em nào chưa xài tới con này á, thì nó là hai chức năng khoan đục anh em nha, nó là khoan đục, nó có cục này thì nó là khoan đục, thì bỏ cái mũi này vô là mũi đục, còn mũi khoan này đó nằm ngay đây nè, nằm ngay cái ổn kiếm cái mũi khoan đục á. Cái nít kiếm bỏ đâu hả? Đây anh em nha, đây thì đây là mũi khoan 17 nè, nãy khi mà anh em bỏ vô nè đó, nó xoay anh em nha, cái này nó xoay lại, nó xoay nó ra khoan nè, thấy không? Đó, nó xoay nên là chức năng khoan anh em, còn đây là chức năng đục nè, đấy. Tại giờ sáng có ông anh hỏi em nên bây giờ em tư vấn trên video luôn cho dễ anh em nhé. Đây là đục nè, bỏ vô mũi là đục thôi. Đây, cũng có nhiều khi nhiều anh em chưa có rành về con mấy cái con này á, thì em tư vấn là anh em nào biết bỏ qua nhé. Đấy, đưa mũi luôn em ơi, bỏ mũi vô luôn. Rồi một mấy hai mũi con này nó sát anh em nha, bán sát mà nó kêu nó bởi bạn này, bởi vì hôm nay em không kiểm tra đâu anh em ơi. Đấy, về sau là bán như vậy luôn. Đó, một máy một thùng. Rồi nhắc 42. Rồi. Thùng này mã 12. Nặng 12kg luôn rồi, mã 12. Rồi 450 anh em nha, 450k bao ship, máy thì chạy rồi nhưng mà nó kêu anh em. Mã 12, một máy hai mũi. Rồi con này mã 13. Rồi con này thì chạy ok rồi, mất cái cử anh em ơi. Đồ kẹp lưỡi thì vẫn còn. Giờ bỏ kẹp lưỡi đồ cái cử hoặc là không đồ cũng được. Đó, thì bỏ lưỡi vô đồ quốc luôn. Đấy, Hitachi. Con này chạy 13. Mã 13 rồi 300 bao ship luôn em ơi. Mã 13 300 luôn. Gì đây? Rồi đây tiếp tục con NE với tơi 108. Này em hơi sức khỏe không được tốt cho nên hơi yếu anh thông cảm. Nói ngổ luôn á. Rồi 108 mai đình giao băng anh em nha. Đấy. Chạy anh em nha. Kiếm nữa, kiếm cục pin nữa em ơi, bỏ cái con nó để lại được kiếm cục pin nữa. Rồi. Luôn. Ok luôn. Con này ít tới 108 nữa hả? Giờ đóng quy định mà xin là quốc anh em. Con này 350 anh em nha. Đấy. Gắm vô được sạc lên không ta? Lên lên điện anh em nha. Rồi. Ít tới 108. Này thùng này nó lúc lắc rồi anh em ơi. Lúc lắc rồi. Hư rồi, thùng này nó hư rồi. Rồi. 14. Mã 14 350 luôn anh em nha. 350k. Bao máy sống thôi anh em nha, còn pin bọng anh em về đóng pin lại nha. Đấy. Mã 14 350 luôn. Rồi đây, mã 15. Cái này thì nó không có sạc đâu anh em, đây có mũi rồi. Thì con này một máy một pin thôi, em mượn cục pin của máy hôm nãy đầu tiên á, em bỏ vô em test anh em nha. Test xong trả pin lại cho anh kia. Giờ đóng pin lại nhá. Nó trả cục pin lại cho cái cục pin này của anh hồi nãy. Rồi, thân máy dỡ pin một cái thùng của anh. Rồi con này 650 anh em nha, con này 15. EZ 6812. 15 650 luôn. Mã 15 650 anh em ơi. 16. Cái mũi gì dài nhọn luôn nè. Mũi cài.
Tết máy đi, tết máy đi. Rồi sao vô thế? Con này công tắc nó bị lỗi nè ba. Công tắc bị lỗi nè. Không lửa lên nha. Con này nó có bú nhưng mà không có điều tắc, không có đảo chiều. Đấy, không có điều tắc, không có đảo chiều. Nó có bú ngay đây, đầu kẹp 13. Đầu kẹp 13 này đầu hơi xấu anh em. Giờ vệ sinh lại nha. Đó, đầu kẹp 13 này, một máy một thùng. Rồi. Cái mũi nữa nè, có đầu mở luôn nha. Đấy. Con này công suất nó cũng lớn lắm nè. 540W. Đấy. Rồi thùng này để cho anh em 350 luôn nha. 350 luôn. Mã 16. 16 350k luôn. Cái nước mới nữa hả? Lắc lắc, không tại nó chưa xuống mà. Rồi con này 17 được 21 ly anh em nha. Em máy luôn nè. Con này chạy ok anh em ơi. Giờ phát là quất luôn nè. Tôi biết. Thử mà có thể được không? Nói chung là con này giờ là đưa vô là quất luôn à. Không cần làm gì hết. Lấy cái kia ra. Biết đợt này mua mấy ngàn cây mà ghi chưa được 3 phát rồi hết. Con này phát là quốc anh em ơi. Giờ là chơi luôn. Sạch sẽ. Rồi con này mã 17, 1.100.000. Này nó là đục 21 H55 SB. H55 SB này nha, 12A là 1140W. Hai tay nắm anh em nha, hai tay nắm. Trong này nó có hai cái tay nắm đây, một cái thùng đục 21 ly. Hình thức của ok luôn. Rồi 1.100.000 anh em nha. Con này 1.100.000. Rồi mã 17, 1.100.000. Đúng rồi. Rồi tiếp tục con này mã 18, một con cưa vòng. Để chờ luôn. Cái đầu này quay ok nha. Từ từ quay lại. Quay trở lại, trở lại. Quay lửa đi. Hơi có lửa xíu không còn dọn đâu anh em nha. Bảy trăm mười watt của Makita. Đấy, chân cẳng đây, chân này này quay này đối bằng gan anh em ơi. Đó, rồi con này 1.200.000 nè. 1.200.000. Nó bị chắc cái miếng cao su này ra anh em, giờ làm lại nha. Nó bị chắc miếng cao su này ra nè. Đó. Bao nhiêu vậy? 18. 18. Rồi 1.200.000. Bao ship rồi anh em nha, 18 1.200.000. Đây nè. Rồi con này 19. Con này con ép tinh con đất anh em, con đất này giật ok anh em, giật em. Nó hơi tắt cái đèn tí xíu nè anh em. Ép tinh bao nhiêu nè. Con đất anh em. Hình thức nó hình như nó còn đầy đủ á, cắn này miếng nè. Như rút lõi bê tông luôn nè. Bỏ mũi rút lõi bê tông, nó chạy bằng xăng, bằng dầu, nó xăng pha nhớt gì đó, 2 thì 4 thì gì đó. Nói chung là tùm lum tùm luôn, em không có hiểu được cái dòng này á. Đây, quay sát cho tìm này. Tên này Estin chịu thua luôn. Ghép Nami anh em nha, thấy chữ Nami nè. Hàng của Đức. Đó. Rồi con này mã 10 giờ. 19. 92 triệu luôn anh em nha. Bao ship anh em về tự dọn nha. Em bao ship cho anh em thôi. Còn này em không có rành á. Không có dọn được cho anh em đâu. Mã 19 2 triệu luôn. Cao to khỏe. Rồi mã 20. Rồi con này là con cắt cỏ.
Điếc luôn rồi. Điếc không chạy luôn em ạ. Rồi con này điếc rồi. Điếc không chạy, cái này thì nó dở lên dở xuống được nè. Dở lên dở xuống được. Con này không chạy. Lặn luôn, giật mạnh luôn. Mày lựa cỏ chém anh em nha. Rồi bán cái xác này 250 cho anh em về dọn ha. Đó, con này Ruby mã 20. 250 luôn em nha. 250k. Rồi mã 21. Con này đá 355 anh em, gắm điện vô nó không chạy. Nãy hồi nãy mấy đứa nhỏ em đã test nó không chạy luôn anh em ơi. Bây giờ tao phiên em test thì nó lại chạy. Hình như nó gắm lộn phít dây điện nãy nó chưa ăn á. Này đá 355 anh em nha, đá 355. Shindawa chạy ok luôn á. Nó chạy không có lửa luôn em. Em ru luôn mà cái này anh em giờ vệ sinh lại cái dầu mỡ bắt đạn nữa, chân cẳng nó còn ok nè. Rồi con này 800 anh em nha, đầy đủ 800k bao ship cho anh em nha. Này giờ vệ sinh là quốc hơn em nha. Này nó chạy ok rồi. Mã nhiêu em? 21. Dây điện này nó hơi sống hay đây nè. Đấy. Mã 21. Rồi. 800 luôn. Mã 21 800 nè. Con này gì? Con này 22. Tháng này anh em thả nhanh ra thì nó thắng, còn anh em thả chậm á thì nó không thắng luôn. Đấy, thả nhanh ra nhanh gọn lẹ luôn thì thắng này. Làm cái gì phải dứt điểm luôn anh em. Được rồi đó, giờ là có thắng luôn rồi. Có thắng rồi anh em, đầy đủ nha. Giúp lúc em lưỡi này cũng đẹp luôn nè, lưỡi còn mới xoay ok nha. Con này giờ là quốc anh em ơi, xéo trượt xoay trượt nhẹ nhàng luôn đấy. Rồi xơi 8 lưỡi 216 anh em, lưỡi 216 nha, đẹp đẽ ngon lành cành đào. Rồi mã bao nhiêu em? Bên kia cho 22. Chiều 6 anh em nha, chiều 6 là bao ship rồi anh em ha. Chiều 600k bao ship cho anh em nha. Đây luôn em. Thùng kia Ruby kia thùng gì đó. Này mấy bụi này ok lên anh em ha. Con này giờ đấu lại cộng dây điện anh em. Bây giờ mấy con đẹp đẹp đi hết rồi, còn con này đấu lại cộng dây điện. Gắm đi không? Con này cộng điện 66 bớt anh em 50 anh em, giờ tới tự đấu lại nha. Bầu nhựa ok luôn. Cái ống này ống nó 50-55 anh em, giờ bỏ vô anh em nha, mua về mua mới bỏ vô cho em hết. Rồi mã 23. Rồi bình thường nó 1.2 mà giờ 1.450 cộng điện đó anh em, giờ tháo đấu lại giùm em nha. 66 cộng điện. Rồi này em không tháo luôn đấy. Bánh xe này có thắng luôn em, cái máy của khác đường mình quay luôn. Đúng hơi hả? Đưa luôn đấy, hơi thôi, đâu có điện đâu test. Bên kia nó gắm điện lên dây từ dây kia mà mấy nhỏ hả? Hết hả? Tô mà không không tô không cần em ơi. Giờ còn mấy gì nữa ta, mới hai mấy con à.
Ai lấy mấy mấy đục rồi quay luôn em ơi. Xác luôn cho anh em giờ dọn luôn anh. Cắm điện rồi chết. Chạy nè. Chạy nhưng mà tiếp tục cắm cái gì? Ủa cắm vô. Dẹp con chừng này á, đừng nó dính ra luôn á. Rồi nó không có đục được anh em ơi. Không đục được nha. Rồi mã 24. 24. Bực bội mấy cái viết này thiệt luôn á. Lấy tiếp tục một cây nữa em. Rồi, đừng ngồi đấy. Mười cây ghi đường cây. Rồi 280 luôn em nha. 280k. Máy chạy á, nhưng mà đục nó được 17 ly. Máy này anh em thầy thợ lấy về dọn anh em nha. À, chứ còn anh em không biết dọn đừng lấy nữa. 280k bao ship thôi. Đấy. Máy sống đục không được 17 ly. Coi xác mà cái điện xác đó. Điện xác đó. Rồi xác. Xác luôn. 0810 anh em nha. Cái đầu nó là 0810. Dây điện xác của em test không được nè. 25. Rồi con 0810 này để anh em 350 luôn. Đấy. 350 nha. Đấy. Em chưa test đâu anh em ơi. Đây nè, tước ra cho mấy dây điện nó bị đứt nó sát quá rồi. Con này gấp điện vô cái. Rồi. Cho ra sọc sắt. Có ra lòi luyện kim. Dây điện tầm khoảng vài ngày nữa là sẽ có anh em. Vài ngày nữa thì em sẽ có dây điện lại nhé. Em lấy hết hàng ra là nó sẽ giờ lên tiếp tục. Đục ok anh em nha, nhưng mà nó hơi rào, con này hơi rào nè. Rồi một máy một điểm. Con này hơi rào thôi. Đấu dây điện vô hả? Thôi bỏ luôn anh. Tốt nghiệp. Quất giúp anh. Cho nó nhanh. Lấy chai đi. Đổ cái vàng lên 115. 26. 115. Mã 26. Rồi con này. Rồi Magenta chạy ok luôn nè. Giúp ra cắm qua bên xanh á. Cắm qua bên xanh đây nè. Cắm xe dưới nè. Đó đúng rồi. Rồi 150 nè em ơi. Magenta tôi lỏng anh em nha. Giờ này bao ship rồi anh em nha. Máy thì bao ship hết. Đấy. 150 con. Mã 26 150 luôn. Không có không cầm rồi. Từ từ. Rồi 27. Rồi con này 200 anh em nha, con này 200k RB chạy ok luôn, hình thức còn sáng nha. Rồi 27 200 luôn. Quay thêm vài con nha, đủ mã số anh em ơi. Rồi 28 con này dây điện đấu anh em nha, con này nó 570W. Rồi để anh em 180 đi. 28 180 luôn. Lấy mấy con từ từ em. Lấy con 28, 29, 30 thôi em. Lấy con mấy con to to á. Và dọn cái chỗ đó để có đường đi luôn. Cắt cắt gạch kìa. Cắt gạch đó. Cắt gạch cắt gỗ cơ xích diện được. Cắt gạch cắt gỗ cơ xích diện được. Thêm hai con nữa. Nó hết nổi luôn. Rồi 29. 230 anh em nha. Con này lưỡi 110. 1050W. Rồi 29 230 luôn. Rồi con này 30A được em ơi.
A10. 30 A10. Xin lại cái phần lưỡi đó là chạy là thôi là ok anh em nha. Con này hơi cũ 66 nó dơ thôi anh em nha, 270 luôn anh em, giờ vệ sinh lại nó bắt cái miếng này đó, bao ship rồi anh em nha, hàng bên em điện cho con bao ship rồi. Em xin kết thúc video ở đây anh em ơi, rồi hẹn gặp lại anh em vào video vào ngày mai nha. À, tại chiều nay em hơi quay không nổi. Rồi bye bye, chào anh em nha.